Chỉ trong một tuần, mình đã xóa sổ đau nhức vai gáy hoàn toàn bằng xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu tại Đông Phương Y Pháp như thế nào? Xem ngay trong video này nhé! Mình đã lên trên Facebook cầu cứu cộng đồng mạng thì đã có rất nhiều người comment gợi ý cho mình là đến trung tâm Đông Phương Y Pháp để thực hiện xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, và đã có rất nhiều người đến đây và điều trị khỏi bệnh, thì nên là mình đã quyết định đến trung tâm Đông Phương Y Pháp để điều trị. Trung tâm vật lý trị liệu lại sang, xịn, sạch sẽ ghê đó. Đặc biệt là không phải chờ lâu đâu ạ, bởi vì mình đã đặt trước lịch với bác sĩ rồi đó. Mình được bác sĩ Lê Hữu Tuấn trực tiếp thăm khám nhé. Bác sĩ hỏi kỹ thật đấy. Bác sĩ Tuấn là phó giám đốc trung tâm Đông Phương, đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề nên mình yên tâm lắm. Bác sĩ hỏi thăm ân cần, hỏi đến đâu chúng đến đó mà. Mình không hề nghĩ trị liệu đau vai gáy lại cần khám kỹ như vậy đâu, bởi vì trước đó mình đã đi massage cho đỡ đau thì có được vậy đâu. Vào massage vài chục phút rồi ra thôi. Ngoài cái khó vận động ấy, thì cái đầu cháu đau vùng nào, hai là cái đau này từ cổ nó có tê xuống dọc xuống các cánh tay, bàn tay được không? À, vùng đầu thì cháu bị đau đoạn sau gáy này, còn tay thì có bị tê từ bắp tay trở xuống. Cái bệnh này thì chữa bằng châm cứu bấm huyệt thì là rất đạt được kết quả. Bây giờ xin mời cháu sang phòng thủ thuật để tiến hành các biện pháp chữa bệnh như chú đã giải thích cho cháu. Tiếp đó, mình được anh kỹ thuật viên đưa sang phòng trị liệu riêng dành cho nam, không có chung trạng nam nữ đâu nha. Và giường cũng có một cái rèm che kín đáo lắm ạ. Trị liệu tại đây thì bạn không bao giờ phải lo mặc quần áo chung hay là dùng ga giường chung đâu nhé. Mỗi bệnh nhân sẽ được phát một bộ mới tinh như thế này là phẳng phiu nữa cơ chứ. Mình còn được uống trà thông kinh hoạt lạc nữa. Mình thấy đi trị liệu vật lý mà cứ như là đi spa ấy. Cơ mà tại đây thì được thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu chuyên sâu. Bác sĩ, kỹ thuật viên có tay nghề cao, châm đúng huyệt, tiệt đúng bệnh nhé. Điểm khác so với spa đó ạ. Tiếp đó mình được xoa bóp bấm huyệt trước. Ui thích thật, đỡ đau hẳn đấy. Bạn kỹ thuật viên này cũng nhiệt tình, vừa làm vừa trò chuyện, lý giải các kỹ thuật cho mình cùng biết. Rồi bây giờ đến châm cứu, kỹ thuật viên lấy kim mới hoàn toàn ạ. Mỗi bệnh nhân là một kim châm riêng biệt, không có dùng chung đâu ạ. Mình còn thấy kỹ thuật viên lấy kim trong túi ra đấy. Đoạn này là mình được cứu ngải. Cứu ngải có tác dụng trung tán hàn, giải hàn độc để giãn cơ và giảm đau đó ạ. Sau một buổi đầu tiên, mình cảm giác vùng vai gáy đã nhẹ nhàng, các cơ được giãn nở ra thì phải, cũng đỡ đau phần nào ạ. Mình được bác sĩ hướng dẫn gửi cho một số bài tập thể dục tại nhà tốt cho vai gáy. Bác sĩ cũng dặn mình sau trị liệu nên tắm trước 8 giờ tối để không bị nhiễm lạnh. Nhờ có trung tâm Đông Phương Y Pháp mà mình đã có thêm những thông tin hữu ích khoa học như vậy. Bác sĩ cũng khuyên mình không nên tới trị liệu quá muộn, về tắm rửa ăn uống muộn, không tốt cho sức khỏe và hiệu quả. Hôm nay là ngày thứ 7 mình tới trị liệu xong tại Đông Phương Y Pháp, phải nói là rất thoải mái luôn. Mình có thể nghiêng ngả, cúi đầu, ngửa cổ, xoay trái, xoay phải. Và đặc biệt là mình đã quay trở lại được với sở thích đam mê nhảy nhót rồi. Ngủ cũng ngon, sáng dậy không còn gặp tình trạng cứng cổ nữa. À, chính xác là sau buổi thứ 3 thôi là mình đã thấy ngủ ngon hơn rồi đấy. Mình còn đi vào trong tuần ưu đãi, được hưởng chương trình trị liệu đặc biệt. Mình cảm ơn trung tâm Đông Phương Y Pháp, cảm ơn đội ngũ bác sĩ tận tâm, chuyên nghiệp đã giúp mình khỏi đau vai gáy mà không phải tốn một viên thuốc nào. Vừa an toàn lại hiệu quả nữa.